chào mọi người. 6 giờ sáng ngày hôm nay mẹ chồng mình thức dậy đi gãy, đi hái rau nè, thấy xiên không? Hôm nay không có đi làm nha. Thì đây là cái cọng khoai lang. Đây, cọng khoai lang đây. Ở bên hàng này người ta không có ăn đọt khoai lang, người ta ăn cọng vậy nè. Đó. Thì mình sẽ tước cái vỏ ra giống như mẹ chồng mình đang làm vậy đó, xong rồi mình muối kim chi cũng được, mình xào ăn cũng được. Rất là ngon luôn. Ở đây là cà tím nè. Trời đất ơi, chứ cà tím nó bự rồi mà nó cong rồi. Thế này mình ấy nó ngon một chút. Thịt xoay à? Chân chân này à? Cứ nó ngon một chút chút là ngon ta mẹ. Ê, mấy giờ rồi, Việt Nam mình ăn này không à? Mẹ chồng mình cũng biết đó nè. Đây là cái lá của dây bí. Chứ cái eo bác này, tăng không bác này? Ấy là cái khăn màu bác gì đó mà luôn. Đây là trái. Tá nó vậy không mà. Bí đỏ bự đó mọi người, trái bự vô bá luôn á, bên này trái bự lắm. Cái này mình hấp, mình lột cái găng, cái vỏ, mình lột cái này ra, mình lột cái vỏ ngoài này ra xong mình hấp. Gói với lại cơm, với lại xăm chan, đậu tương ăn rất là ngon. Rồi đây là cái bí non nè. Trời, cái bí non này chuẩn hàng mọi người coi nè, nó bự nè. Là bá luôn, ở đây nó có mấy cái, nó giống như cái găng đó nè. Rồi bây giờ mình phải lập phụ mẹ chồng thôi. Chút xíu nữa cho mình sẽ quay cảnh múc kim chi cho mọi người coi nha. Hai, Theo mới ngủ dậy nè mọi người. Bà nội nó dạy. Chào người lớn. Khi mà thức dậy đó phải chào hỏi đó. Xin đi chứ mà. Ăn bánh nè. Chị phải cho nó ăn cơm mới được. Còn đây là Hà Dũng nè mọi người ơi. Đang nằm trong cái bập bơ này nè. Bà nội nó lấy cái giò lắc qua lắc lại cho nó nè. Nhưng mà em bé còn nhỏ đó, là mình tránh lắc lắc nha, nhất là đưa giỏng đó. Tại vì cái não của nó còn nhỏ, dễ bị đứt dây não lắm đó. Không có được rung lắc mạnh đó. Vừa lấy cái chân nhịp, vừa lặt ra muống nè. Ớ lộn cọng khoai lang nè. Bé kia nó buồn ngủ rồi, nó không có thèm quan tâm tới mấy cái con treo treo trước mặt nó nữa. Nó dòm ở đâu về bên nước Mỹ xa xôi á, giống như cái chị kia bình luận trên Facebook. Nhiều khi đọc bình luận của mọi người á, thiệt là mắc cười lắm á. Mình thấy nhiều bạn có khiếu hài hước dễ sợ, bình luận mà cười sặc luôn á. Rồi sau khi mà mình lặt xong đó thì bây giờ mình ngâm với nước muối à, ngâm với muối cục á mọi người đó. Mình ngâm muối cho nó mà một bớt mủ đi đó, với lại nó mềm mềm lại đó. Cũng biết nó làm sao nó mẹ vậy đó, biết đúng không? Thì đúng rồi đó. Bây giờ cái phần quan trọng là phần trộn nè. Do mẹ chồng mình bỏ nguyên liệu vô quá nhanh, mình không kịp quay, cho nên bây giờ mình sẽ nói lên cho mọi người nghe cho kỹ nè nha. Thì cái món này sử dụng phải nhiều bột ớt tươi, cho nên là mình phải sử dụng 80% bột ớt tươi, 20% bột ớt khô. Và ớt tươi là loại ớt không cay nha. Cay quá ăn không được. Bắt buộc phải có ớt tươi mới ngon nha mọi người ơi. Nếu không có ớt tươi là món này mất ngon nha. Tại vì 80% lỡ tươi mà chỉ có 20% lỡ khô thôi. Tiếp theo, đường, muối, bột ngọt, nước mắm, hành củ, hẹ, hạt mè. Thì tất cả nguyên liệu mình làm nhắm chừng, và sao cho nó vừa ăn với cái miệng, cái khẩu miệng của mình, ý lộn cái khẩu vị của mình. Rồi mình ước lượng mình làm thôi, chứ không có một cái tỷ lệ cụ thể nào hết. Bên này mấy má này làm kim chi là không có làm tỷ lệ gì chân á, dựa vào cái kinh nghiệm với lại cái khẩu vị là làm thôi. Thì mình trộn đều lên nha. Và nếu như mình dùng tay trộn á thì nó sẽ
ngon hơn. Tại vì nếu mình dùng tay trộn thì không biết là từ trong cái tay nó ra cái gì đó mà nó sẽ ngon hơn là dùng bao tay. Nhưng mà mọi người nếu như sợ cay, sợ dính đồ thì có thể dùng bao tay cũng được, không có sao hết. Nếu mình là đồ ăn mà mình làm bằng tay thì cái món nó sẽ ngon và hấp dẫn hơn. Với điều kiện là phải rửa tay sạch sẽ nha mọi người ơi. Rồi, mình trộn đều lên, quay đều. Đó. Do là nhà mình xay bột ớt tươi rồi để vào tủ đông đá cho nên là bây giờ nó đã, mọi người thấy nó đóng cục, bây giờ mình phải lấy ra bóp ra đó, mọi người thấy không? Ăn thử nè. Còn xin bóp nữa. Mẹ chồng mình nói mình hơi lạc cho nên là thêm miếng nước mắm vô nữa. Rồi, giờ ăn thử là quận 2 nha. Ngon rồi. Bây giờ mình sẽ bỏ vào trong hộp và để ở ngoài trời tầm 5 đến 7 tiếng đồng hồ cho nó thấm và cho nó gia vị vô, cho nó chín cái đi. Rồi mình hãy bỏ vào tủ lạnh bảo quản nha mọi người ơi. Ăn rất là ngon cái món này, ăn ngon lắm luôn, giòn giòn, chua chua, ngon lắm luôn. Nhớ làm để ăn nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Xin chào tạm biệt. Và nếu như thấy thích, nhớ đăng ký ủng hộ mình. Anh đăng ký rồi like và comment. Và hôm nay để xem comment nào mặn mòi, ngon như là kim chi thì sẽ được ghim nha. Tạm biệt mọi người.